Nguyễn Thái Quốc Cường có màn trình diễn xuất sắc ở giải U19 quốc gia và U17 quốc gia 2020. Là học viên nhỏ tuổi nhất của lứa 4 học viện Hoàng Gia Lai GMG, nhưng Quốc Cường đã để lại những dấu ấn riêng bên cạnh những đàn anh như là Thanh Khôi, Du Học, Nhĩ Khang. Cường là cầu thủ trẻ, cậu ấy chơi ở vị trí tiền vệ và chơi khá tròn vai. Cường có thể chơi được cả chân trái và chân phải. Thể hình và thể trạng của Quốc Cường ngày càng tốt hơn. Hy vọng cậu ấy có thể chơi ở một môi trường chuyên nghiệp như V-League để hoàn thiện kỹ năng hơn. Vũ Minh Hiếu đã được đôn lên đội 1, nhưng bây giờ cậu ấy đang được cho câu lạc bộ Đồng Tháp mượn. Minh Hiếu 18 tuổi, còn Quốc Cường chỉ mới 16 tuổi, nên Cường cần thêm thời gian để có thể có cơ hội lên đội 1. Nhưng mọi quyết định thì là do ban lãnh đạo và huấn luyện viên của đội 1. Nhiệm vụ của tôi là trang bị những kỹ năng, kiến thức tốt nhất để các cầu thủ có thể thi đấu ở môi trường cao hơn, chẳng hạn như V-League. Tôi hy vọng là Quốc Cường cũng sẽ giống như Hiếu, được tạo điều kiện để chơi ở đội 1 sớm. Nguyễn Thái Quốc Cường được nhiều người biết đến với biệt danh là em họ Công Phượng. Quốc Cường là một người trầm tính, không thích thể hiện quá nhiều. Quốc Cường được truyền thông gọi là Công Phượng mới, nhưng tôi nghĩ cậu ấy chỉ mới 16 tuổi thôi. Cậu ấy đang trong giai đoạn học tập, tận hưởng cuộc sống và nỗ lực để chơi bóng tốt hơn từng ngày. Ở V-League rất nhiều cầu thủ trẻ bị gọi tên như thế. Tôi mong các em ấy được nhìn nhận bằng năng lực thật sự của mình. Có rất nhiều bản sao bất đắc dĩ của Công Phượng, nhưng thực chất thì chỉ có một Công Phượng duy nhất mà thôi. Tôi hy vọng hãy luôn gọi em ấy là Quốc Cường, chứ không phải là Công Phượng này, Công Phượng nọ. Hãy gọi những cầu thủ khác, ví dụ như Bảo Toàn, bằng chính tên của em ấy. Đừng gọi em ấy bằng tên của một ai khác. Ở tuổi 16, Quốc Cường đã chứng minh được tài năng của mình. Cầu thủ này được xem là gương mặt sáng giá nhất của khóa 4 học viện Hoàng Gia Lai GMG. Trong tương lai gần, Nguyễn Thái Quốc Cường được hy vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo các đội tuyển trẻ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.